Nhìn cái này nó nhỏ nhỏ này cũng không hình dung ra nó là cái gì được. Ở đây thì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái giai thoại về cái khu vực trại gái này, cái tòa công trình trại gái. Tức là của mấy chị ngày xưa bị nhốt ở đấy, bị giam hãm ở đấy chết đúng không em? Xong rồi người ta còn lại. Thứ tốt nhất là bây giờ thì... Tức là theo em là buổi chiều không nên đến đó đúng không? Bởi vì có khả năng là sẽ có những cái điều thần bí gì đó nó vẫy gọi níu kéo lại ở đó đúng không? Xin chào các bạn, hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại núi Ba Vì. Điều đặc biệt là một cái địa điểm mà rất ít người biết. Vị trí này là khi tới cốt 600 thì chúng tôi thấy có một cái ngã rẽ. Thì cái ngã rẽ này thì có một cái barrier do một chú bảo vệ đứng đây canh gác. Phải có lý do, có mục đích rõ ràng thì chú mới cho vào đây. Và sau một hồi thuyết phục thì chúng tôi đã được vào. Thực sự với các bạn là ở đây nó như là một cái thế giới khác vậy. Đặc biệt là phía bên tay trái của tôi đây, là các bạn có thể thấy là những cái nền móng, những cái căn biệt thự thời Pháp. Ngày hôm nay có Toàn Bát Giới là người dân mà sống ở Ba Vì đưa chúng tôi đi để tìm hiểu, mà thậm chí Toàn còn chưa đến đây bao giờ đúng không? Vâng, em cũng từ bé đến giờ em chưa đến đây bao giờ anh ạ. Lần đầu tiên em vào đây thì đi bộ một đoạn cũng khá là dài từ đầu vào đấy anh, nên là mồ hôi của em nó cũng hơi ướt. Nhưng mà thật sự ra thì đúng là chưa vào đây bao giờ cảm nhận để nó khác hoàn toàn so với những nơi em đã từng đi ở Ba Vì. Chúng tôi đang bước vào một cái nền móng cũ. Có một điều rất là đặc biệt nha, các bạn để ý nhá, là những cái bức tường này này, nó bị như kiểu không biết là bị phá hủy hay là bởi con người, hay là do thiên tai, hay là do thời tiết, mà nó bị cắt những cái phần tường nó đều chằn chặt luôn. Tức là đây này, cái phần tường từ dưới nền lên tới đây là khoảng gần một mét đúng không? Tức là khoảng một mét đấy, được một mét đấy anh ạ. Không, anh nghĩ là gần mét thôi. Bao nhiêu? 90 phân. Đấy, 90 phân. Nó cứ đều như này, cứ bị cắt khoảng 90 phân như này. Tuy nhiên nó không thể giấu được cái những cái vẻ đẹp trong kiến trúc Pháp từ ngày xưa. Đây là cái căn biệt thự thứ hai, ở bên cạnh là cũng có một căn rồi. Và bây giờ tôi để ý thấy rằng nó còn trải dài xuống đây nữa cơ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tiến về cái con đường này, men theo con đường này để khám phá. Tôi đoán được rằng là cái khu này đang được đầu tư trở thành một cái nơi nghỉ dưỡng cao cấp. Đấy, nhìn thấy mọi thứ được quy hoạch rất là gọn gàng. Những cái nền móng biệt thự cũ này được... bảo tồn để trở thành một cái nơi tham quan. Đây là cái điều rất là đặc biệt nhá, bởi vì tôi chưa từng nghe nói tới là có một cái khu nghỉ dưỡng như vậy ở Ba Vì. Mà cái thông tin này nó cũng không quá phổ biến ở trên truyền thông. Tôi đang bước vào một cái căn biệt thự khác, cũng đổ nát. Không phải là vô lý mà người Pháp người ta lựa chọn những cái vị trí để xây dựng những cái công trình hay những cái khu nghỉ dưỡng, là họ có cái sự tính toán dựa vào địa lý, khí hậu. Gần như là những cái công trình của Pháp ở Ba Vì nó cũng không còn gì nhiều. Còn gọi là được giữ được nhiều nhất đó chính là cái nhà thờ đúng không? Vâng, cái nhà thờ đổ đấy anh. Nhà thờ đổ trên đoạn trên đường đi lên trên đền thượng ấy. Có mức cái đấy là nhìn nó còn cảm giác nó còn nguyên vẹn. À, quá đẹp các bạn ạ. Tôi đã hiểu vì sao mà người ta chọn khu vực này rồi. Bởi vì đây này, ở một bên là nhìn xuống cái thung lũng. Đằng xa kia là sông Đà anh ạ. Sông Đà. Vâng, sông Đà đằng xa kia, dưới này là khu Ba Vì mình. Bên này bờ sông là Ba Vì, còn bên kia bờ sông là Phú Thọ với Hòa Bình. Ừ. Tức là khung cảnh cực kỳ là sơn thủy hữu tình. Nhìn thấy cả núi, cả sông, cả một cái dải đồng bằng nhỏ với những cái thửa ruộng. Quá đắc địa. Còn bên này thì là cũng nhìn ra được những cái dãy núi nó trùng điệp, nó xanh ngắt. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi không phải là tới đây để tìm hiểu về những cái tòa biệt thự cổ kính,
bỏ hoang, bị hoang phế như này. Em nghe mấy cái anh người dân, tức là người đồng bào dân tộc ấy anh, thì người ta khai thác măng ở trên này, măng rừng ấy, người ta nói là ở trên này là có một khu trại gái, hoặc cái trại gái ấy, gọi là trại gái, tên gọi là trại gái theo cái tên pháp người ta gọi ngày xưa, tức là nhốt, tức là cái nơi đây nơi giam giữ bộ đội mình ngày xưa ở trên này. Giam bộ đội ở trại gái á? Vâng, đấy là cái tên gọi anh. À, cái tên gọi là nó gọi là trại gái, chứ còn em cũng không rõ, bởi vì là em cũng chưa lên đây bao giờ, chỉ nghe gọi là mấy anh dân địa phương lên đây chặt măng người ta nói vậy thôi, chứ cũng mình cũng chưa biết là hình thù nó như thế nào. Trại gái thì có, mình không biết là cái tên đấy là xuất phát từ cái thời đại ngày nay hay là cái xưa ta gọi là trại gái, nhưng mà tức là rất là nhiều những cái dấu hỏi hoặc là những cái mâu thuẫn đưa ra về cái địa điểm này khiến cho chúng tôi phải có mặt ở đây để tìm hiểu. À, đây là đang sửa lại đường. Hai em. Chào em nhé. Anh đang đi tham quan khu này đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng, không biết em đã được đi tham quan nhiều chưa ạ? Anh chưa, anh mới bắt đầu vào thôi. Dạ vâng, đi ở đây nó không có sợ người. Cả cái trời đúng không? Nếu mà anh đến sớm một chút thì có thể cho mọi người sau khi sau động vật ăn. Cũng là rất là dạng. Ở đây thì mình cảm giác đúng là như kiểu một cái thế giới khác luôn. Mặc dù rất gần Hà Nội. Ba Vì thì mọi người vẫn nghĩ rằng là một cái nơi nghỉ ngơi này, một cái vườn quốc gia với nhiều cây cối. Nhưng mà đúng là ẩn sau nó là một cái lịch sử rất là nhiều những cái để chúng ta phải lưu ý, để ý. Và ngày hôm nay thì may mắn thì tôi đã được có một người, một bạn gái tên là Nhung làm việc ở đây, đưa đi để tìm hiểu. Chứ trước giờ thì mình chỉ biết là cái khu nhà thờ đổ và một vài cái công trình khác cũng chỉ còn là phế tích thôi. Đó, còn mình cũng không biết được là nó nhiều những cái công trình đến mức nào. Quả chín đây đúng không? Đúng rồi ạ. Đây chính là cái cây mà có quả ngon, bởi vì nó có bướm bay xung quanh. À, có bướm bay xung quanh thì là nó ngon đúng không? Đúng rồi ạ. Nếu nó ngọt thì ấy. Anh có thể nhìn thấy nó có mật ở trong này. Rất ngon luôn. Ăn được này. Em xem có quả nào. Đây. Để lấy thử quả này nữa nhé. Ui, quả này rất ngon luôn. Đây. Rất ngon. Anh có thể thử. Em ăn phần này đi ạ. Thôi em ăn phần đấy đi. Ủi thơm nhỉ? Có mùi rất quen. Nó khá là ngọt. Này mùi gì? Ăn thử nào. Chưa gì nước miếng đã túa ra rồi. Ôi, anh quay em làm gì, nhìn em nó tã lắm rồi. Thơm, cũng không quá ngọt. Hơi dịu dịu, ngọt dịu. Hôm nay thì nhờ có Nhung dẫn đi khám phá những bí mật của Ba Vì, mà một những cái bí mật mà từ lâu ít người biết hoặc là chỉ mới nghe nói thôi chứ chưa được trực tiếp chứng kiến bao giờ. Thực ra là mình đang đi là một trong năm phế tích của bên em. Trong cái khu của bên em có 5 cái phế tích lại. 5 cái cơ? À, nhà đại tá ở ngay trên đây. Rồi có Lady Camp. Hồi trước người ta gọi là phủ toàn quyền Đông Dương, nhưng mà bọn em hay gọi là trại gái. À, người ta bắt mấy cái cô gái đẹp ấy ạ. Lên đấy để phục vụ quân lính sắc. À, thì gọi là Lady Camp. Thì dịch cả tiếng Việt đúng là trại gái. Chuẩn. Ở gần đây thì sẽ có nhà đại tá ở gần nhất, ngay trên kia. Còn những cái kia thì là hướng ngược lại, hướng tây. Đang ở trên độ cao 700m ạ. 700m. Cốt 700. Cái khu vực lúc anh mới đi vào thì sẽ là 600m. À, đến đây sẽ nhìn thấy nhà mình không? Cái nền của cái nhà này từ phía dưới. Wow. Có thể nói rằng là nhà đại tá thì nằm ở trên đỉnh của một cái quả đồi nhỏ. Đấy, và rất rộng luôn. Nhà này chắc phải cho cả đại gia đình của đại tá, với cả chắc là
thỉnh thoảng người nhà ở Pháp sang chơi thì tha hồ sang đây nhờ họ hàng nội ngoại sang đây thì cũng nghĩ công trình này cũng có thể là chứa đựng được hết. Không biết là có phải cái điều em nói không, nhưng anh nhìn thấy có một cái miệng miệng cống ở đây. Ai cũng sẽ nghĩ đấy là cái cống, không phải. Không phải cống, sẽ là một cái hầm. Đúng rồi ạ. Ừ. Ôi sâu phết đấy. Chính là bếp. À bếp á? À, người ta sẽ dùng cái hệ thống dòng dọc. Ừ. Để đưa đồ ăn từ dưới bếp lên đây. Anh nghĩ có một cái bấm ấy, bấm không ấy máy nó đưa lên đúng không? Thì chắc là đã có rồi. Ừ. Và người hầu cũng ở dưới đấy luôn. Thế thì cái đường nào để chắc là bên phía bên này đúng không? Bên này. À. Anh có thể tưởng tượng đây là hai phòng ngủ. Ừ. Đây là phòng ăn. Phòng tắm. Đây nhà vệ sinh là chắc luôn này. Đây là phòng khách. Ừ. Phòng khách thì nó sẽ có một cái phần rất là đặc biệt, đây là hai cái phòng hình bán nguyệt. Ừ. Để cho các nhạc công biểu diễn nhạc. À. Đây anh đoán là cái bếp mà lò này, đúng không? Lò sưởi. Rất nhiều những cái lời giải thích rồi những cái suy đoán của anh em chúng tôi về cái vị trí, những cái vị trí của những công trình tại núi Ba Vì. Tất nhiên thì đó là những cái suy luận cá nhân thôi. Cũng chưa có nhiều những cái sách nghiên cứu để nói về những cái vấn đề này. Có thể ngày xưa cũng có, nhưng mà khi mà chúng ta chiến tranh xong, cái chuyện tài liệu giấy tờ ở một cái khu vực này nó cũng không quá quan trọng. Thậm chí cái khu vực này đã bị bỏ hoang một thời gian cực kỳ dài rồi. Nó mới chỉ khôi phục trong những năm gần đây thôi. Thì nó lại càng khiến cho những cái công trình ở đây nó nhuốm những cái màu sắc bí ẩn. Đặc biệt là cái lady cam, trại gái. Của mô hồn như của mấy chị ạ. Tức là của mấy chị ngày xưa bị nhốt ở đấy, bị giam hãm ở đấy chết đúng không em? Rồi. Xong rồi người ta còn đấy lại. Thứ tốt nhất là bây giờ thì... tức là theo em là buổi chiều không nên đến đó đúng không? Đúng ạ. Bởi vì có khả năng là sẽ có những cái điều thần bí gì đó nó vẫy gọi níu kéo lại ở đó đúng không? Em chỉ nghe mấy anh bảo vệ kể lại thôi. Mấy anh bảo vệ, có thể là chỉ mấy anh ấy đi qua đấy mới bị thôi đúng không? Đúng rồi, em cũng đi qua một lần nhưng mà chưa thấy. Bởi vì em là con gái mà. Phải là đàn ông thì mới bị các chị vẫy chứ. Chứ vậy em vào thì giải quyết được gì đâu. Thì bây giờ thì cũng tiện thể thì bọn anh cũng không biết chỗ, mới lần lên đây lần đầu. Không biết chỗ đấy là chỗ nào thì em có thể là tiện đường thì đi dạo của bọn anh và đưa bọn anh đến đấy đâu. Nhưng mà đừng để bọn anh lại và chạy mất. Đợi một chút đúng không ạ? Tại vì em cũng đang đợi mấy chị khách của em. Nhằng một cái thì trời cũng đã tối rồi. Bây giờ là 7 giờ kém. Nhung có việc không thể đưa chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Thay vào đó là một cậu em cũng làm việc ở đây. Cũng có cái hay. Em tên là gì? Em xin tự giới thiệu, em tên là Hiếu. Hiếu à? Vâng. Hiếu làm ở trên này lâu chưa? Em làm được hiện tại bây giờ là được nửa tháng rồi. Ôi, mới nửa tháng thôi à? Vâng, mới nửa tháng. Thế em nghe nói gì về cái trại gái chưa? Trại gái thì em cũng được nghe qua là trước kia các cô thôn nữ người Việt Nam mình thì được bị bắt lên trên này để phục vụ người khác. À, vâng. Đấy là ngày xưa đúng không? Vâng. Thế còn ở đây thì em đã lên đấy bao giờ chưa? Em lên đấy 1-2 lần. Một hai lần chưa? Vâng. Em ạ. Tham quan nữa. Thế đã ai đi vào tầm chập choạng tối như này, thậm chí tối hẳn chưa? À chưa, chỉ buổi sáng ban ngày thôi. Thế em đã đến đây vào buổi tối rồi chưa? À, em chưa. Em buổi tối là em chỉ có làm ở khu giải trí khu dưới kia thôi. Ừ. Còn ban ngày thì bọn em luôn lên đây. Em đã giờ nghe nói về những cái giai thoại ở cái khu này không? Đặc biệt là với những thanh niên chưa vợ. À chưa. Chưa. Vâng. Tức là những cái cô gái ngày xưa đến đây phục vụ cho người Pháp ấy. Vâng. Thì khi mà chết đi ấy, thì sẽ dễ tạo thành những cái oan hồn. Vâng. Mà những cái oan hồn đấy thì họ cũng chưa bao giờ có chồng, họ khao khát ấy. Thì họ rất là muốn dụ dỗ những thanh niên chưa vợ. Đó, thì em chưa nghe được cái đấy bao giờ à? À, em chưa. À, tất nhiên là không nói với em rồi, phải nói thì em sợ quá, em không ấy. Vâng, đến nơi rồi đây ạ. À? Vâng, đây ạ, à, đây là trại gái. À, đây ạ? À? Vâng. Em có muốn vào không?
em cũng đợi các anh rồi. À. Vị trí của trại gái thì cũng nằm trên cái này cũng là đỉnh của một cái quả đồi nhỏ đây đúng không? Vâng. Bởi vì xung quanh là không có cái gì chắn cả và nhìn thấy được cả cái khu vực sông Đà này. Vâng. Kia là cầu ấy, cầu còn thấy cả Hòa Bình các thứ đúng không? Vâng. À, cái... mình có thể quan sát dãy núi bên kia rất là đẹp. Công nhận là cái tầm này đẹp thật nhỉ? Vâng. Nó kiểu trước kia người Pháp cũng chọn địa điểm này dễ quan sát. À, đây bây giờ ngay bên cạnh chúng tôi chính là trại gái. À, nhìn vào đây thì mặc dù nó là một cái công trình đổ nát nhưng tôi thấy nó còn nguyên vẹn hơn nhiều so với những cái công trình ở dưới chỉ còn nền móng thôi. Ở đây ít ra là còn những cái bức tường khá là cao, có những cái bức tường ở trông chỉ là mất mái thôi. Em có vào cùng không? Hay là đứng đây chờ? Thì, nếu mà sợ mất tự nhiên của các anh thì em có thể ngoài anh được. Ờ, em sinh năm bao nhiêu? Em 98. 98, ok. Thế em chờ ngoài nhá. Ở ngoài một mình này, nếu mà có vấn đề gì thì gọi bọn anh đến cứu nhá. Không vớ vẩn kéo xuống dưới sông Đà đấy nhá. Vâng. Ờ, chào anh. Đợi bọn anh một chút nhá. Tôi để ý thấy rằng là những cái người làm du lịch ở đây đã bắt đầu xây bức tường. À, có thể là họ đang tái tạo lại cái khu vực này. Bởi vì dù sao nó cũng là một cái vị trí quá đẹp. Đây này. Nếu mà nhìn ra đây thì sẽ thấy wow, cái dòng sông và những dãy núi trùng điệp phía xa. Hai cái dải đồng bằng nhỏ hẹp ở hai bên bờ dòng sông. Quá đẹp luôn. Đặc biệt là em thấy buổi tối nhá, cái ánh đèn ấy nó nhấp nháy rất là nhìn huyền ảo luôn. Nó lại càng tăng thêm cái vẻ ma mị cho cái khu vực trại gái này. Các bạn thấy là bầu trời giờ nó là nhờ nhờ sáng. Chỉ có những cái bức tường màu đen, nâu, những cái thân cây xù xì, những cái rễ cây lan tỏa bám vào những cái bức tường sừng sững khổng lồ này. Khi mà đứng gần này thì tôi mới cảm nhận được cái sự hùng vĩ của cái công trình này, cái tòa công trình này. Tự nhiên vào cái thời khắc này, chúng tôi cảm thấy một cái sự tĩnh lặng đến rợn người. Làm gì đấy bác Giới? Hả? Em đang ngó xem cái này nó là cái gì. Ngày xưa nó là cái bếp đây, cái lò sưởi ấy. Đây để lấy cái đèn ra. Lò sưởi à? Ừ. Nhìn lạ lạ. Bởi vì nó bị mất nhiều cái phần để em có thể hình dung. Em nghĩ là nếu cái lò sưởi như thời Pháp nó phải to hơn và cao hơn một chút chứ nhỉ? Đấy. Bây giờ là cái máy của tôi không thể nhìn thấy rõ khi mà không bật đèn. Chúng tôi phải bật đèn lên. Anh ạ, em nghĩ không phải lò sưởi đâu. Nếu như lò sưởi nhá, thì là chỗ này thì lượng củi quá ít, không thể đốt cháy để sưởi ấm được một căn phòng được. Và khi mà nếu mà lò sưởi thì nó sẽ còn phải vết cháy đen bên trong này. Thế thì theo em là cái gì? Em vẫn chưa hình dung ra nó là cái gì. Thì nó chỉ là, ngày xưa nó chỉ là cái trang trí thôi chẳng hạn. Cũng có khả năng anh ạ. Ờ, chứ không theo em là một cái căn phòng bí mật à? À một cái tủ bí mật à? Em không che nghĩ giấu nó là cái một gì cái... đấy à? Em không nghĩ nó là một cái tủ bí mật, em nghĩ... Nhìn cái này nó nhỏ nhỏ này cũng không hình dung ra nó là cái gì được. Ở đây thì chúng tôi nghe rất là nhiều những cái giai thoại về cái khu vực trại gái này, cái tòa công trình trại gái. Nghe cái tên tôi đã thấy là rất nhiều những cái điều ma mị rồi. À, anh ơi, thế thì công trình này với công trình bên này cũng khá là giống nhau. Đúng không? Đây như kiểu là một cái phòng giam. Đại loại như thế anh nhìn là nó gần như cả một ô nhỏ này là ấy hết trong này có đủ nhá. Tối quá không nhìn thấy gì. Này, nghe như tiếng bước chân thế nhỉ? Vâng, em nghe lạch tạch ở đâu ấy. Ơ mà cái cậu lái xe lại đâu rồi? Ngoài kia chờ. Cái phòng này khá nhỏ nhưng bởi vì đây, à nếu mà nhìn như này thì tôi thể đoán đây là công trình phụ này. Đây là khu... bồn tắm. Cũng có thể tắm rửa nhà vệ sinh gì đó. Đấy, một công trình mà cách đây gần trăm năm. Theo tôi đọc thì những cái công trình cuối cùng được xây dựng ở đây vào những năm 40. Thì tức là cũng
phải 70 năm trước rồi. Nếu mà mới nhất thì là 70 năm trước. Còn những cái công trình đầu tiên chắc là cũng phải cả trăm năm. Ủa, những cái rễ cây, những cái thân cây mà nó bây giờ nó đã thành của cổ thụ rồi. Nó khiến cho những cái rễ nó lan tỏa bám vào đây. Trông rất là ma mị. Này, nó đan thành như một cái áo len luôn. Chằng chịt. Cái cậu ngoài cái tên là gì nhỉ? Hình như là Hiếu đấy phải. Hiếu à? Vâng. Không biết là có phải Hiếu không? Hình như là phải anh ạ, lúc nãy là giới thiệu tên là Hiếu mà. Như bên này thì lại cũng à không phải đâu anh ạ, không phải là công trình phụ đâu, đây là một phòng giam luôn. Vì đây cái hình thức bên này cũng có một cái bể nhá. Bể như cái bể tắm á. Bên kia cũng thế mà. Em để ý là có mấy mà là phòng giam được. Chạy gái chở gái, giam gái ở đây à? Đúng rồi, giam như kiểu dạy như nô lệ ấy. Tra tấn thế à? Thôi dạ. ông suy diễn hơi quá rồi đấy. đầu em nó này, suy diễn nó hơi nhưng quá mà rồi. Tại sao có hai cái lỗ ở đây? Em sánh giam nè. Đây. Hai cái lỗ, cái hình thù này nó rất là kiểu hơi bị đối xứng nhá. Không hiểu làm sao để có hai cái lỗ này. Là do người ta đập à? Hay là do cái gì? Cái này giống như cả vết người ta đập phá hơn. Kỳ lạ nhỉ. Nói chung là cũng hai cái phòng này thì cũng thiên về nhà vệ sinh, nhưng mà hai cái nhà vệ sinh đều rất to ở phía sau này thì cũng là phải à, hoặc là có thể là ngày xưa đây là cái hai cái phòng ở trước là hai cái phòng ngủ ấy, ở dưới là cái nhà vệ sinh. Thì có thể là nhiều phòng như này nữa ở xung quanh à. Thì kiểu nó cao cấp mà. Thì nếu thế thì bên này cũng phải là như thế. Thì sang bên này xem phải không. Đấy cũng thế. Đúng không? Ừ đúng rồi anh. Thì là tức là ở thì đi đang qua cái cửa này sẽ đây bên này khu vực phòng ngủ này. Có thể một cái giường đây một, cũng một cái lò sưởi nữa này. Đấy. Và đây là giường. Rồi có thể là một cái ghế sofa, một cái bàn nhỏ để uống trà. Hình như là trời đang sắp mưa, tôi thấy sấm chớp ầm ầm ở đằng kia. Tường các thứ đều rất dày. Nhìn từ ngày xưa bị phá ra một tường vững chắc rồi. Cái này là nó cũng bao quanh một cái bức tường, và cái bức tường ở đây nó đã bị phá hủy này. Đấy. Và để lộ lại cái rễ cây thành hình một cái khung luôn. Theo những cái lời đồn đại thì những người thanh niên chưa vợ, chưa từng có vợ hay còn gọi là trai tân ấy, khi mà tới đây thì sẽ nghe thấy những cái tiếng mời gọi, những cái tiếng gọi từ xa xa vọng về. Ở đây thì chắc là tôi thì đã từng có gia đình rồi này. Toàn này thì em có gia đình rồi. Gia đình rồi, giờ đang chuẩn bị con thứ hai rồi. Còn mỗi cậu này, trai tân, chưa vợ, đi sau cẩn thận nhá. Ui, đẹp quá anh ơi. Ừ. Lung linh luôn. Công nhận cái khu này mà bây giờ người ta tận dụng mà xây một cái khu xịn ấy nhỉ? Vâng. Ở cái vị trí này vào cái thời điểm này là chúng tôi cảm thấy vô cùng là yên tĩnh. Một cái gì đấy nó lạnh đến gai người luôn. Ôi, bây giờ anh mới để ý là cái cây này này, nó có rất nhiều thân. Này, không biết là một cây hay là nhiều cây. Hả? Đếm sơ sơ nè, như kiểu một con hồ ly chín đuôi. À, đúng không? Vâng. 1, 2, 3, 4, 5,
Bao đếm xem bao nhiêu? 1, 2, 4, 6, 8, cũng 9 cái mà. 9 à? 9 mà. Ôi, 9 cái cành to nó chĩa ra đúng như một cái con hồ ly. Cây này cây gì không biết luôn. Hay ngày xưa ở đây là cái gì? Liệu người ta có dám xâm phạm cái cây này không nhỉ? Nếu như xâm phạm thì em nghĩ người ta xâm phạm thì người ta phải chặt bỏ lâu rồi. Công trình người ta xây á, nên người ta tu tạo lại người ta còn không dám chặt. Ôi, em ơi. Hả? Kia phải cái bóng gì không? Trắng đúng không anh? Kìa. Đây này, em quay đi không? Đây này. Có thấy không? Thử chạy ra xem nào. Anh ơi, anh đứng trước này mà nhìn mới rõ rồi. Em đi trước quay xem được không? Quay được. Em nhìn thấy không? Em nhìn thấy không? Đi ra đây xem, đi ra đây xem. Đi sợ máy gì? Tôi bây giờ là đen đặc là không nhìn thấy gì rồi. Cái máy đấy quay được hồng ngoại đúng không? Vâng, không nhìn được. Ủa không nhìn được à? Thế em cứ đi. Hả? Ở đây người ta không muốn. Nhưng mà để chế độ vẫn nice shot rồi đúng không? Standby à? Từ từ nhá, có thể ra. Bây giờ mới quay mà. Từ nãy giờ là chưa quay đúng không? Không, em quay rồi nhưng mà không bật được. Lạ nhỉ? Đây này shot không nhìn thấy gì này. Thôi được rồi, bởi vì chắc là quay gần nên mình cứ thử ra đấy gần hơn xem nào. Đấy, em bật lên nó lại xanh nhỉ. Rồi thế đi. Em đi trước bởi vì cái máy đấy nó được. Nó quay được đêm. Nhưng mà vừa rồi là em nhìn thấy bóng trắng đúng không? Con gì à? Im. Cẩn thận không nó chạy nhá. Đi nhé. Trắng là quanh chỗ này đúng không? Em có thấy cái gì không? Có thấy em có nghe tiếng ai gọi không? Không à?